Đạo sĩ ẩn tu luyện võ diệt rắn hổ mây khổng lồ. Nhắc đến rắn hổ mây hay những huyền thoại về vùng Thất Sơn, không thể không nhắc đến đạo sĩ Ba Lưới. Ông không chỉ là đạo sĩ cuối cùng của vùng Thất Sơn huyền thoại, mà ông còn là người từng có những trận thư hùng vang danh với cả cọp và rắn hổ mây khổng lồ. Chuyện diệt cọp và rắn hổ mây khổng lồ của đạo sĩ Ba Lưới đã đi vào sách vở. Những cẩm nang giới thiệu vùng đất Thất Sơn do cơ quan nhà nước phát hành. Kỳ 1. Thế võ bí truyền, bình phong lạc nhạn diệt hổ mây. Thất Sơn hay còn gọi tên nôm là Bảy Núi. Vùng đất giáp Campuchia thuộc tỉnh An Giang bỗng đột khởi bảy quả núi thiêng. Trong số đó, núi Cấm cao nhất tới 700m so với mực nước biển và cũng được coi là quả núi linh thiêng nhất vùng. Từ ngày xảy ra vụ lở khối đá ngàn tấn đè chết mấy người, con đường lên núi bị chặn lại. Du khách muốn lên Thất Sơn buộc phải cuốc bộ hoặc thuê xe ôm len theo đường rừng, đoạn nào không có thì cuốc bộ. Lần mò cả buổi ở chân núi rồi tôi cũng thuê được người dẫn đường. Xe máy chạy đến đầu Thiên Tuế, An Hảo, Tịnh Biên, An Giang thì dừng lại vì không còn đường nữa. Tiếp tục cuốc bộ chừng hơn tiếng đồng hồ, len lỏi trong rừng, đến hết đường mòn thì ngồi nhà gỗ hiện ra, chênh vênh vách núi ẩn hiện trong lùm cây. Người dân trong vùng gọi vách núi này là Long Hổ Hội. Đạo sĩ Ba Lưới sống cùng gia đình trong thung lũng này, tách biệt với hoàn toàn ấp Thiên Tuế. Khi chúng tôi đến, đạo sĩ Ba Lưới đang thong thả hái thuốc trong vườn. Quanh ngôi nhà gỗ của ông là những vườn thuốc do ông gieo trồng và chăm sóc. Đạo sĩ Ba Lưới mang hình dạng đúng như tưởng tượng của tôi, mái tóc dài bạc trắng như cước buộc tỏ, đầu quấn khăn, bộ râu trắng toát dài chấm ngực. Thật khó tin khi đã tròn 100 tuổi mà ông vẫn còn trồng thuốc, hái thuốc, bốc thuốc cứu người. Hễ trong vùng ai bị rắn độc cắn đều tìm đến nhờ ông. Độc rắn loại gì ông cũng hóa giải được. Nhấp mấy chén trà, mất dăm 3 phút hồi tưởng, ông mới bắt đầu câu chuyện về cuộc đời của mình. Đó là một tuổi thơ đầy khốn khó, rồi những cơ duyên kỳ lạ ở vùng núi rừng Bảy Rú thâm u này. Đạo sĩ Ba Lưới tên thật là Nguyễn Văn Y, quê ông ở Chợ Mới, An Giang. Gia đình đông con nên đói kém và thất học. Năm 19 tuổi, nghe người dân trên núi đồn núi Cấm có nhiều đạo sĩ công năng kỳ dị, nên ông quyết tâm rời xa gia đình tâm sư học đạo. Sinh ra ở vùng đất sông nước, ngày ngày kiếm cá đổi cơm nên đi đâu ông cũng nhất manh lưới bên mình. Có mảnh lưới cá thì không sợ chết ở đường, ở chợ. Vậy nên hồi vác lưới lên núi Cấm, mấy đạo sĩ thấy ngộ ngộ nên gọi ông là Ba Lưới. Từ đó chẳng ai nhớ đến cái tên Nguyễn Văn Y của ông nữa. Những năm 1930 của thế kỷ trước, vùng Thất Sơn, trong đó có núi Thiên Cấm Sơn, là nơi có nhiều đạo sĩ ẩn danh tu luyện. Họ có thể là những cao nhân muốn lẩn trốn thế sự, cũng có thể là những chí sĩ cách mạng tạm thời ẩn thân trong rừng chờ thời cơ. Hàng ngày, các đạo sĩ trồng trọt, hái thuốc, đêm xuống luyện võ nghệ. Ngày đó, vùng Thất Sơn, rừng rú hoang rậm, cọp beo đi thành đàn, rắn độc, đặc biệt là rắn khổng lồ bò lồm ngồm trong rừng. Do đó, ai muốn sống trong rừng phải có võ nghệ cao cường. Không có sức khỏe phi thường, võ nghệ tinh thông cùng tài bốc thuốc thì không thể sống được ở trong vùng thiêng nước độc này. Là người có sức khỏe, trí thông minh, lại chăm chỉ học hỏi, nên chàng Ba Lưới được nhiều đạo sĩ dạy dỗ và đào tạo. Có đạo sĩ dạy ông cách luyện khí công, đạo sĩ dạy thuốc, đạo sĩ dạy võ, người dạy ông ít nhất. Nhưng để lại cho ông hoài niệm nhiều nhất đó chính là đạo sĩ Trường Sơn. Trong lần hái thuốc đi sâu vào rừng già, ông gặp một túp lều cỏ, trong lều có một đạo sĩ tóc dài phủ vai, râu buông đến ngực. Biết đây là đạo sĩ cao nhân ẩn tích nên chàng Ba Lưới đã bái làm thầy. Vị đạo sĩ này bảo, phép tu của ta rất đơn giản, chỉ một chữ đạo. Nếu ngươi theo ta thì chỉ có thể học được chữ đạo mà thôi. Biết vị đạo sĩ này là kỳ tài nên chàng Ba Lưới bái sư rồi ở lại lều cỏ. Hàng ngày Ba Lưới theo thầy đi hái thuốc, hái cây thuốc nào ông lại chỉ cho Ba Lưới biết thêm công dụng. Ở với đạo sĩ Trường Sinh được một năm thì Ba Lưới đã học được cả 100 bài thuốc, chữa được đủ các loại bệnh, trong đó bài thuốc trị rắn cắn là đặc biệt nhất. Vậy nên
Trong đời đạo sĩ của Ba Lưới, ông đã cứu hàng ngàn người thoát khỏi án tử vì bị rắn độc cắn. Mãi đến sau này, Ba Lưới mới hiểu được chữ đạo cao quý làm sao. Sử dụng các bài thuốc để cứu người cũng là một cách tu đạo. Một đêm, đạo sĩ Trường Sơn nói với học trò Ba Lưới: "Ta có cả trăm thế võ nên dù có dạy con cả đời cũng không hết được. Tuy nhiên, ta chỉ truyền cho con một thế võ mà thôi. Ta mong con học đến nơi đến chốn." Thế võ mà vị đạo sĩ bí ẩn truyền cho Ba Lưới có tên là Bình Phong Lạc Nhạn. Ông chỉ dạy một đêm là xong và dặn Ba Lưới rằng: "Thầy dạy cho con thanh danh tính được. Con có tài hay con có thành tài hay không phụ thuộc vào tính kiên trì và đạo đức của con." Nói rồi đạo sĩ nhún chân nhảy vọt một cái, chớp mắt ông đã ở bên kia thung lũng và biến mất trong đêm trắng vằng vặc. Cho đến bây giờ, đạo sĩ Ba Lưới vẫn không hề nắm được chút gì về người thầy của mình. Đạo sĩ Trường Sơn đến từ đâu, tên thật là gì, tu luyện theo môn phái nào ông cũng không biết. Người thầy ấy như thể từ trên trời rơi xuống. Đạo sĩ Ba Lưới bảo: "Hôm thầy biến mất tôi buồn lắm, ngồi khóc cả buổi. Thầy đi mà chỉ để lại cho tôi một thế võ thì làm sao thành tài được. Nhưng nghe theo lời thầy, tôi cũng chịu khó rèn luyện. Càng rèn tôi càng thấy thế võ biến hóa kỳ ảo khôn lường. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu được sự biến ảo của thế võ này. Bản chất của thế võ là nhảy lên không trung ra liên hoàn cước. Mức tối thiểu là phải ra được 3 cước cực mạnh trong mỗi cú nhảy trên không trung. Để rèn đôi chân, hằng ngày Ba Lưới gánh 150kg đá lên tận đỉnh núi Cấm rồi gánh xuống. Gánh nặng như thế, xong ông chạy băng băng, lúc bỏ gánh đá xuống kết hợp với kỹ thuật dẫn khí, ông thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhõm và có thể như thể bay lên được. Để rèn thêm võ nghệ, Ba Lưới còn bái thêm nhiều đạo sĩ làm thầy nữa. Ông học cả môn phái của đạo sĩ Đoàn Minh Huyên, các thế võ thần hay còn gọi là siêu hình, rồi cả môn võ rồng khiến dao đâm vào người chẳng ăn thua. Tuy nhiên, có một điều Ba Lưới nhận ra rằng đó là càng tìm hiểu những môn võ khác, ông càng thấy được quyền năng thượng thừa của thế võ Bình Phong Lạc Nhạn mà đạo sĩ Trường Sinh đã truyền dạy cho ông. Đạo sĩ Ba Lưới chỉ tay sang bên kia vách núi và bảo: "Khe núi này rộng 20m, ngày trước tôi tập trung tinh thần, khi thăng hoa tôi có thể nhảy một cái sang bên kia." Lợn rừng vùng bảy núi xưa kia nhiều vô kể, có những con lợn độc trước nặng đến 200kg là nỗi ám ảnh của người dân. Không ít người lên nương đã bị những con lợn với cặp răng nanh sắc nhọn hoắt này hút đến chết. Nhiều người thành tàn tật vĩnh viễn vẫn còn sống quanh núi rừng vì lợn hút. Đạo sĩ Ba Lưới đi rừng nhiều nên có vô số lần bị lợn rừng độc chiếc tấn công. Tuy nhiên, với thế võ Bình Phong Lạc Nhạn, ông dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của nó. Ông chỉ tránh đòn và để cho nó sống sót. Cùng với thế Bình Phong Lạc Nhạn, đạo sĩ Ba Lưới đã hạ thủ một con cọp 200kg khi nó ăn thịt một số người dân trong vùng. Ông nhảy lên không trung, vừa đánh đòn con cọp vừa ra tung liên hoàn cước trúng vào chỗ hiểm, khiến con cọp chết thẳng cẳng. Tuy nhiên, tên tuổi đạo sĩ Ba Lưới chỉ nổi lên như cồn khắp vùng Thất Sơn và đi vào huyền thoại. Khi ông sử dụng thế võ đặc biệt của mình để hạ thủ hai con rắn hổ mây khi nó cố tình tấn công ông.